lỡ mà có ai mà ốm đau gì thì lại lúc ấy lấy tiền nó ra. Nếu mà không có thì phải đi lấy củi bán. Phải đi lấy củi để bán à? Ừ, nếu mà cần gấp thì phải lấy hầm ít. Cần gấp thì phải bán gạo á? Ừ. Thế bây giờ thì củi mà em đang đi bán thì một bó thì được bao tiền? Trước em đi bán đấy. Một bó 30.000. Một bó 30.000 à? Và bây giờ thì cháu Lực sẽ trao cái phần là 5 triệu tiền mặt này cho em Quân với lại bà. Bà, con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Ông cảm ơn con lấy tiền cho ông đi ra đi bài giúp đỡ gia đình. Lại giúp đỡ chính xác à, giúp đầy là có khóc khóc tuồng giúp đầy chính xác giúp đỡ ba khóc bật đầy. À, cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. À, một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân và cháu Lực có nhận được một cái phần quà có thể nói là rất là lớn từ một bác ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực và có nhờ cháu Lực là lên trao phần quà đấy tới cho gia đình của em Quân cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Ở trên vùng cao thì cũng gần đến mùa giặt rồi cô bác ạ. Bây giờ thì lúa thì cũng đã ra bóc hết rồi. Đi qua thì rất là thơm. Đây thì có một cái bạn nhỏ không biết là đi đâu về đây. Đơ ma hả? Mưa về đơ ma. Mưa về làm bố mày ma ra. Làm bố mày ma. Đây, hầu như bạn này bạn nhỏ quá không chưa biết nói tiếng Kinh mấy cô bác. Chỉ biết nói tiếng Mình thôi. Còn như vừa mới bước vào ngôi nhà của em Quân cô bác là đập vào mắt của mình hai cái ngôi mộ còn hai cái ngôi mộ còn rất là mới luôn cô bác. Trong thời gian qua thì nhà em Quân đã làm cái phần ma chay cho bố của mình xong rồi. Bà thì vừa lúc này lực lượng nhìn thấy một cái dáng người rất là nhỏ. Chắc là đang thái cho lợn gì đấy cô bác. Bà thì đang thái cho lợn này. Quân mới đang hỏi à? Quân mới đang à. Bà ra cái đặc phải. Hò nó chứ chú ơi con này. Tóc rồi mà, còn gì lâu rồi. Tóc nhá. Ừ. Nhà bà thì còn nuôi một con lợn của bác. Một con lợn bé thôi. Bà thì một cái dáng người mà rất là nho nhỏ thôi. Trên khuôn mặt của bà thì có thể nói là những cái nếp nhăn thì đã hiện rõ trên khuôn mặt của bà rồi. Bà vẫn còn mặc dù là bà bây giờ sức còn rất là yếu nhưng mà bà vẫn còn chăm chỉ làm những công việc ở nhà để phụ cho em Quân với lại ông bà nữa cô bác. Hôm nào mà mệt quá mà ốm quá thì bà mới không có làm được nữa. Em Quân thì đang cuộc ở ông này sao cô bác này, vừa bà vừa bảo cái lực đấy. Anh ơi chào Quân nhé. À, okay. Này là bị sạt à? Lại bị sạt thêm à? Con chào quý ông bà, con chú, anh chị ạ. Đấy, cô bác này, hôm qua thì mưa thì lại tiếp tục là chỗ này là bị sạt rồi. Hôm nọ vừa mới sạt một lần nữa. Hôm nọ là còn sạt chưa có được được nhiều như hôm nay. Hôm nay thì lại sạt nhiều hơn. Cả cái phía bên kia nữa, gọi là sạt hết rồi. Ở sau nhà ấy. Và cũng rất là may là chỗ này còn đào rộng ra được trên 2 mét một chút thì nó không có sạt mà không có bị lấp đến nhà luôn. Ông đi đâu rồi? Ông thì lúc đấy thì chăn bò rồi. Ông đi chăn bò à? À. Ừ. Ông thì có thể nói là cái việc mà đào đất này thì ông sẽ không có đào được nữa cô bác. Cho nên là chỉ có đi chăn bò với lại đi lấy cỏ là nhiều thôi. Làm một khe nước ở đây nào.
Hôm nọ thì ở bên kia thì em cũng làm một cái khe bên kia, và một cánh nước bên kia này cũng đó, để tránh là nước là chảy vào trong cái phần sàn nhà này, phần nền nhà này cô bác này. Như cô bác có thể nhìn thấy là đằng sau cái ngôi nhà của em Quân đấy cô bác, những cái phần những cái miếng này thì nó cũng đã bị mọt hết rồi. Đấy, bé Hiếu thì lại bắt đầu mò ra đây rồi. Hiếu đi đâu Hiếu? Hả? À? Đi học à? Đi học à? Hả? À? Đi học đi đâu? Đá đi. Đá đi. Đá bút đi. Đang học này cô bác này. Có vẻ em bé Hiếu thì rất là thích đi học thôi. Trong thời gian này thì bác của em Quân đang hộ là làm nốt cái giấy tờ phần khai sinh ấy, để mấy nữa thời gian là cho em bé Hiếu là đi học mầm non hay nhạc trẻ gì đấy cô bác. Hay đi đâu cầm quốc đi làm đi hả? Nó bài thoát luôn à, bài thoát luôn à, nó cái quần của nó căn căn à. Bé Hiếu thì ở trong nhà thì có chơi chơi ở ngoài sân này thôi. Nhà thì có một cái cuốc hay hai cuốc? Hai ạ. Hai à? Vâng. Thì lấy thêm một cuốc đi để anh phụ một lúc. Vâng. Xong thì một tí nữa anh em mình lên nhà, xong là có cả ông cả bà nữa, anh sẽ trao cái phần quà này cho em. Vâng. Ấy. Một cái đứa bé mà năm nay mới có được hơn gần 2 tuổi đấy cô bác. Mẹ thì đã bỏ đi rồi. Bố của mình thì đã mất đi rồi cô bác. Ui. Hai. Bẩn. Bẩn à? Bẩn. Cái này là sách của ai đây Quân? Vở của ai đấy? Vở của em ạ. À. Vở của em à? Lớp 5 ạ. Đây là tiếng Anh này cô bác này. Bây giờ thì cho Lực sẽ hộ em Quân làm một lúc. Thì đợi ông về nước, ông thì đang đi chăn bò rồi. Hầu như là hôm nào cháu được lên thì cũng bắt gặp ông là đi chăn bò hết. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là cháu được lên nhiều, thành ra là bé Hiếu cũng bắt đầu là dám trêu lại cháu Lực rồi. Đánh chú à, lần sau chú không mua kẹo nhá. Nhá. Lần sau có mua kẹo nữa không? Chính thương gì nào? Hả? Chính thương 19. Thế thương là chính thương 19 à? Hả? Ăn không? Ăn kẹo không? Hả? Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Hả? Có mà. Đi rồi, chắc là đi ra bên kia với bà rồi. Đào chỗ này là làm một cái rãnh nước đúng không? Nó chảy bên kia đúng không? Vâng ạ. Hôm nọ chỗ này là nuôi gà. Vâng. Hôm nọ thì chỗ này cũng đã ghi hình lên rồi cô bác. Và gọi là trong đêm thì bị sạt xuống. Pro này thì cũng vỡ hết rồi. Vâng. Chỗ này Pro này thì hỏng hết rồi, chắc không có được không có tận dụng làm được cái gì đâu cô bác. Chỉ là tiết kiệm một cả thôi. Đào thực bên này đúng không? Vâng ạ. Sau nhà chú thì không có bị sạt về cô bác này. Cái chỗ này thì có cái đá nó nhiều hơn, thành ra là chắc là nó cứng hơn. Còn cái phần bên này thì chắc là hôm nọ là nó bị thành cái hủm với cô bác, thành ra là mưa xuống là nó bị sạt cái phần hủm đó. Mở ra, hả? Mở xem móc ra. Anh khôi anh em dính chưa? Vô hết chỗ, tao hơi đây. Chắc là khá là mệt rồi cô bác. Mặc dù trời nó không còn đang nặng, mặc dù trời thì không nhưng mà nhìn thấy em toát hết cả mồ hôi rồi. Lớp này thì rất là mệt luôn. Cuốc này có vẻ là phải lên đi hàn rồi đấy. Hả? Cuốc này có vẻ phải lên đi hàn rồi đấy nhỉ?
Đấy. Thật là chúng em nhá. Ông thì đi chăn bò lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi ạ. Tầm mấy giờ thì ông về? Tầm một tí nữa ông về. Này Hiếu ơi, Hiếu. Hiếu. Này. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Đây chú cho này. Bắt con run cho này. Bắt con run cho này. Ấy ấy ấy. Chiều, chiều bé Hiếu chút cô bác. Em ra đây đào lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Hôm nay thì em không có đi hộ ai à? Không ạ. Không à? Hôm nay chắc là ở nhà là đào phân đánh rồi đúng không? Hình như là mùa là trên vùng cao là chuẩn bị sang mùa thu rồi cô bác ạ. Thời gian này thì đang chuẩn bị là vào mùa thu thôi. Thành ra là có những cơn mưa, cơn bão rất là to luôn. Hôm qua mưa to này thì nước có bị hắt ở trong nhà không? Mưa ấy. Có ạ. Có à? Hôm qua đi cả nhà ngủ cái gì? Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Hôm qua thì mưa to này thì ngủ cái gì? Không. Sang là chú bên kia ngủ nhờ. Sang là chú bên kia là ngủ nhờ à? Ừ. Thế có những lần mà mưa to này thì toàn sang ngủ nhờ à? Rồi. Đào thêm ấy. Xong rồi. Thế này nữa. Mấy cái này để tôi dùng lại để tổ cắm lợn thế nào? À, thì có mấy con lợn? Một con này ạ. Một con à? À. To chưa? Chưa to mấy ạ. Chưa to à? Ừ. Nhưng mà bây giờ có thêm những con vật nuôi thì con săn được không? Có. Bây giờ thì ông bà vẫn còn có sức quá, cho nên là còn phụ được cho em Quân. Nhưng mà chỉ phụ được những công việc mà làm lặt vặt thôi, chứ không có làm những công việc nặng như Quân. Và em Quân thì hầu như là phải đi làm những công việc nặng hơn rồi cô bác. Một cái dáng người rất là nhỏ nhưng mà trong em làm thì không có ngừng nghỉ đâu cô bác. Em Quân thì bây giờ biết là cái hoàn cảnh của mình như thế nào rồi và không có dám mà lười biếng các cô bác. Bây giờ thì hai anh em sẽ đào đánh như nào.
Đấy hết cái ống nhựa ra đi. Đấy nha, cây này, dọn dọn ra đi. Củi ra này. Ống nhựa thì treo lên trên này đi. Ui, cái bừa à? Đây là cái mà... Đây là cái bừa của gia đình ông Quân này. Cái này thì đến mùa mà làm mùa bừa các bác thì sẽ dùng cái này để bừa. Và cháu Lực của ông cũng chia sẻ lên rồi, các bác cũng nhìn qua về cái bừa này rồi. Đây, trôn hết cả ống nước rồi này. Nhà em đi kéo nước cho tôi về Quân. Ít trên đường ấy. Trên đường kia à, cái ống nước kia đúng không? Vâng. Nước sạch à? Không ạ. Cái nước bẩn đấy. Vâng. Thế nước sạch thì lấy đâu không? Sang à, bên kia sạch rồi. Bên kia sạch rồi. Chú lên này, chú lên này. Chú này thì đã bị là trước là bị cháy một lần à Quân? Vâng ạ. Đây cô bác này, trước thì do không may là không biết bị làm sao mà bị cháy. Chú này thì trước bị làm sao mà bị cháy Quân? Do cửa thì và nhóm quỷ khi ba không ở nhà. À, không ở nhà à? Ừ, là đang nấu cơm trên nhà hay là ở dưới này? Trên à? Do là không may là nấu cơm cô bác, tức là đun nước. Bà thì chắc bạn ra ngoài làm cái việc gì đấy, xong lại già mà cô bác thì ra là hay quên ấy. Đấy, phải bảo bà cẩn thận hơn một chút nhá, không thì cháy cái ngôi nhà này thì không có chỗ ở nữa đâu ấy. Đấy, bây giờ thì hiện tại là bốn bà cháu là đang chung nhau ở một cái ngôi nhà như này cô bác này. Đây nhổ cho lợn đấy chứ? À, cho lợn đi. Lợn này có một con này nó ăn cái này không? Có. Bây giờ Quân này nếu mà để mà đi học thì có lại đi học được không? Bây giờ không đi được nữa, tại vì ông ấy bà già rồi. Thì ra là bây giờ là phải vác gác cái việc học của mình lại đấy cô bác. Và mày nữa mà mày nữa thì em nhớ lại đi học rồi nhờ. Đấy thì phải gọi là nhường cái phần là đi học ấy để cho bé Hiếu là được đi học chứ cô bác. Chứ không là bây giờ mà Quân mà đi làm xa ấy thì bé Hiếu bắt buộc là phải là bỏ học ở nhà rồi, không có được là đi học đâu bác. Này, đi kéo nước cho nó. Ui, nước này đâu ấy? Nước lấy cái gì thôi. À, kéo ra bên kia đi. Ở dưới xuôi thì đến mùa này thì hay là bị lũ lụt, còn ở trên vùng cao của bác thì là bị sạt lở, hay là bị là sạt lở rất nhiều này. Dép thì có bị rách chưa? Chưa đúng không? Chỗ này là phải làm nó cao lên đấy nhở? Không thì nó mới không thể coi nhạc đi. Ôi chết, nước to. Nước này vào trong nhà hết. Chảy vào trong nhà hết á?
Ngập hết sàn à? Như phần bên này thì cũng bị sạt xuống đấy cô bác ơi. Cái này thì chắc là phải chặt cái cây kia ra này, chứ không là máy nữa nó đổ ở trong nhà đấy. Là vỡ tấm polo đấy. Bây giờ hót cho nó cao hơn là được đúng không? Bây giờ thì hai anh em cũng đã bắt cái phần này gần xong rồi các bác. Em Quân thì mặc dù năm nay mới có 14 tuổi thôi các bác, nhưng mà em ấy phải lo rất là nhiều luôn. Có thể nói là em ấy bây giờ là cái trụ cột chính trong gia đình của mình. Và ở đây thì ông với bà với lại em thì hầu như là còn không còn đủ cái khả năng để mà để làm lao động nữa. Sợ ông bỏ nhà đi chứ. Ông với bà thì cũng chỉ là ở xung quanh nhà này làm được những công việc mà vặt cho gia đình thôi. Còn như em Quân thì phải là làm rất là nhiều những công việc, mọi thứ luôn các bác. Từ việc mà nhẹ nhàng, những cái việc mà nặng nhọc nhất thì là một mình em ấy phải là gánh vác hết. Bây giờ thì cả ông với cả bà thì đều là phải trông cậy cho em Quân này để có những cái bữa cơm ăn, những cái bữa cơm mà hàng ngày rồi. Còn về cái phần gạo thì trong thời gian này thì sẽ không phải là mua cho em Quân nữa, bởi vì là hôm nọ cũng được rất là nhiều bà con là mỗi người giúp đỡ cho em Quân là mỗi người một ít đúng không? Đấy. Mỗi người bây giờ thì có hàng có bao nhiêu bao? Ta cần đi 5 bao ạ.
Bây giờ thì có bao nhiêu bao? 5 bao ạ. 5 bao gạo à? Ừ. Ờ, 5 bao gạo đấy thì để ăn thì được bao lâu em có biết không? Chắc là lâu lắm. Chắc là lâu lắm à? Ừ. Ờ, còn bây giờ mình chỉ lấy tiền để mua mắm, mua muối mình chính được đúng không? Vâng ạ. Như bây giờ mà lỡ mà có ai mà ốm đâu gì thì lúc lấy tiền đâu ra? Nếu mà không có thì phải đi lấy củi bán. Phải đi lấy củi để bán à? Ừ, nếu mà cần gấp thì phải lấy vào một ít. Cần gấp thì phải bán gạo á? Ừ. Thế bây giờ thì củi mà em đang đi bán thì một bó thì được bao tiền? Trước em đi bán đấy. Một bó 30.000. Một bó 30.000 à? Là cái củi đẹp và củi to đúng không? Ừ. Rồi vác cũng vác thì đi tầm bao nhiêu cây? Một cây, hai cây ạ. Một cây, hai cây à? Ừ. Là tới xá à? Ừ. À, nhưng mà phải đi đường tắt đúng không? Ừ. Phải là leo đồi hết đúng không? Ừ. À, vác một cái bó củi. Một cái bó củi em vác là tầm bao nhiêu cân? Tầm 30 cân. 30 cân á? Ừ. Ôi dồi, vác là vừa vừa thôi chứ không mà sau này là em không lớn nổi đấy. Vâng. Sau này về già mình lớn hơn một chút nữa thì là nó sẽ ra bệnh đấy. Ừ. Bây giờ thì phần sau phần này đúng không? Ừ. Thì anh em mình lên cái nhà một chút đi. Xong anh cũng thấy sao phần quà này tới cho em. Để đi nhưng mà bạn này thì rất là cũng ông thì cũng vừa đi ăn lấy củi về này cô bác này. Cái gì cả, không biết là làm gì đây. Làm gì đây? Này. À, gọi là điệu luôn cả vở này cô bác này, cả sách này. Hư này, cả chú mới chào. Bé Hiếu thì nói tính nung là nhiều rồi cho các bác, chứ là không có nói tiếng Kinh. Bà thì đang nấu cám lợn rồi, đang thử múa. Ừ, chúng ta múa. Chỗ này là cái lán mà để đun cái cám lợn của nhà em Quân các bác. À, cám lợn này thì cũng chẳng có cái cám, cực cám gì đâu. Đây là những cái cây chuối này, những cái lá rong này, mang về là để mà nấu thành cám lên cho lợn ăn. Bà thì một cái dáng người rất là nhỏ này cô bác này, còn rất là chăm lo, nhưng mà rất là còn đảm đang để làm, gọi là gia đình mỗi người làm một cái việc, gọi là tùy theo cái sức của mình hiện tại đang có cô bác. Đấy, như ở phần ở bên ngoài này cô bác có thể nhìn thấy ngôi nhà của em Quân, một ngôi nhà mà phải nói là rất là sơ sài và rất là hở hang, mọi thứ đều hở rất là nhiều luôn. Những cái khe mà để làm như này cô bác này, có những chỗ thì hở tầm 1-2 cm và có những chỗ thì hở đến tận 5 cm lận cô bác. Quân thì vừa rồi là đang đi rửa chân xong rồi lên trên nhà nữa, thì một tí nữa chẳng được sẽ sao cái phần quà này cho em Quân. Mới bước vào ngôi nhà tôi thì bộ ngôi nhà khá là tối này. Hôm nọ thì bác xin ý Lê có nhờ cháu Lực là mua cái đèn năng lượng này, đèn năng lượng mặt trời cho các em là rất là sáng luôn này cô bác này. Phải nói là cảm ơn bác rất là nhiều. Mua được cái đèn năng lượng này thì không được nộp tiền điện máy cô bác ạ. Tức để bóng điện này giả lên nó phải nộp trên điện nó trên là chẳng khác mà cúng nó. Ừ. Đấy, bóng này chẳng khác một tiêm ấy cũng tiêm cả lên. Những cái chỗ bếp ăn của gia đình em Quân cô bác để sinh hoạt đấy cô bác đây này. Cũng chẳng có cái vật dụng gì mà giá trị cả. Những cái nồi này, những cái ấm này thì chắc là được mua từ rất là lâu rồi. Đây thì được mua từ lúc nào em có biết không? Chắc là từ lúc bà vừa mới nhìn thấy ông. Bà vừa thấy ông á? Ừ. Ôi dồi, mua rất là lâu này. Rồi em Quân được cô bác này. Một cậu bé mà phải gánh trên mình cái đôi vai của em. Một cái điều rất là nặng nhọc. Bây giờ thì em sợ nhất là một điều, là sợ là ông bà là sẽ đói.
vì là từ nhỏ đến giờ em mới chỉ sống với ông bà là nhiều thôi. Hôm nay thì cháu Đức lên thì có một cái phần quà rất là lớn, là muốn gửi tiền mặt tới cho gia đình của em Quân với lại ông bà nữa. Họ hay ở cho họ. Ừ, đúng không ạ? Ừ, ở bên này. Ừ, mà làm ở đi. Khải. Em cứ với điên nó sắp ở thế nào. Đi học đi đắng. Sâu khác hơn. Hay bé yếu thì không có mà cái món đồ chơi gì chơi cô bác. Những cái con búp bê mà hôm nọ chị là Trần Đỗ Giáng My có nhờ cháu Lực là đi lên trên chợ và đưa em Quân nữa để đi mua một số những cái đồ dùng cho em Quân. Yến đây. Để nói là con búp bê này thì em ấy rất là trân trọng luôn. Ngài vâng ngài à? Ngài Yến đây à? Còn bây giờ thì cháu Lực xin được phép là trao cái phần quà tới cho gia đình của em Quân với lại bà nữa. Cái số tiền này thì rất là lớn luôn đấy. Cái số tiền này thì cháu Lực nhận từ rất là lâu rồi, nhưng mà do là trước đó là em Quân là phải lo cái phần làm ma chay cho bố nên là cháu Lực không có lên trao được. Và cháu Lực cũng đã nói với lại cô Nga rồi, thì cô Nga cũng đồng ý cho cháu Lực là lúc nào mà làm cái phần làm ma chay cho bố xong thì cháu Lực trao cũng được. Trước kia thì bác có nhờ cho cháu Lực là mua cho em Quân là 200kg gạo và mua thực phẩm nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại là gạo của nhà em Quân thì có nhiều cho nên là cháu Lực sẽ không có mua gạo cho em Quân nữa cô bác ạ. Và cũng được cô là cho cháu Lực, có cháu Lực cũng có nói với cô rồi và cũng được sự đồng ý của cô là trao cái số tiền mặt này tới cho em Quân với lại ông bà để có những cái trường hợp gì mà mua thuốc thang hay là cần tiền đến thì dùng cái số tiền đấy để mà mua cô bác ạ. Ngày 18 tháng 8 thì có cô Nga ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 16 triệu đồng và trong đó thì cho cháu Lực là 6 triệu để làm chi phí đổ xăng đi lại và 5 triệu thì để mua những cái gạo thực phẩm cho em Quân đấy cô bác. Thì là cái phần này thì cũng đã được sự đồng ý của cô rồi thì sẽ là đưa tiền mặt cho ông với lại bà với lại cả em Quân nữa và thêm 5 triệu nữa thì cho cháu Lực mua thực phẩm là trao tặng cho bà con xung quanh gần nhà của em Quân. Thì cái này thì cháu Lực cũng đã mua xong hết rồi và cháu Lực nhờ anh trực thôn là hẹn một cái ngày nào đấy gọi bà con ra để cháu Lực được trao tặng cái phần quà này tới tay cho bà con. Đấy, và bây giờ thì cháu Lực sẽ trao cái phần là 5 triệu tiền mặt này cho em Quân với lại bà. Với lại bà đấy, cô thì cô Nga ở bên Mỹ có gửi cho em với lại bà nhé. Đấy, gửi cho cả gia đình của em luôn. Rồi thì cháu Lực cũng đã nói là cô Nga ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là bao nhiêu cô bác nhá. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là trao cái phần số tiền này để cho em Quân với lại bà nữa. Đáng lẽ ra là hôm nọ là cô Nga có nhờ cháu Lực là mua thực phẩm và mua 200kg gạo tới cho gia đình của nhà em Quân. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại là cái phần gạo đấy có nhiều thì cháu Lực là sợ là mua về nữa thì nó sẽ sợ bị móc nên là cháu sẽ không có mua nữa. Và cũng được sự đồng ý của cô rồi cho nên là cháu Lực sẽ trao tiền mặt này tới cho em Quân với lại bà nhá. Còn đây thì là cái tiền mà của cô Nga, cô ở bên Mỹ nhá. Đấy, cô có gửi cho em, cô có gửi tổng tất cả là 16 triệu này, nhưng mà trong đó thì cho anh là 6 triệu rồi. Còn cho em là 5 triệu đồng để mua thực phẩm này. Đấy, và cho hàng xung quanh, hàng xóm của em này thêm 5 triệu nữa để máy nữa anh sẽ mua gạo này và mua thêm một chút mắm muối mì chính để trao tặng cho bà con. Trong thời gian qua đã ra và giúp đỡ em rất là nhiệt tình nhá. Còn tiền này thì anh sẽ là trao để cho ông cầm nhá. Đấy, hôm trước thì cái tiền kia thì em cũng để sử dụng vào đúng cái mục đích mà mua
gọi là vàng má hết cho bố rồi đúng không? Rồi. Đấy. À, này cùng á. À. Này lên hầu cùng cắm không? Ừ. Đấy. À, ở cùng cắm nên bạn ta sẽ cân ở thứ cả thằng lên có thể hơi quân về thứ này cho. Ừ. Đấy. Có thể là hơi quân tầm ở tầm hạ bạc hơi đình đáng ở đây. Ừ. Đấy. Hơi đình đáng bật về thứ lấy xăng để cổ lên rồi. Dạ hơi. Đấy. Và bây giờ thì cháu Lực xin được đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã trao cái phần tiền của cô Nga ở bên Mỹ có nhờ cháu Lực là trao tới cho ông bà rồi, và cháu Lực cũng thay mặt ông với lại bà với lại em Quân nữa, bây giờ thì cháu Lực sẽ thay mặt ông với lại bà gửi một lời cảm ơn tới cô Nga, cô ở bên Mỹ, và chúc cô cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cô rất là nhiều. Quân thì bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới cô Nga nhé. Rồi, bà. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Có thể nói là thưa cô bác, ở đây thì cái số tiền này gửi tới cho em Quân thì rất là lớn, cho nên là có thể nói là bây giờ nhìn vào khuôn mặt của em Quân thì cũng có thể là nói là bộc lộ rơi ra cái giọt nước mắt ở trên khuôn mặt của em Quân rồi cô bác. Cùng hát cảm ơn bóng cắm rồi nè. Ông cảm ơn con lấy tiền cho ông gia đình bài giúp đỡ gia đình. Ông thì vừa rồi có thể nói là những câu sẽ bằng tiếng Kinh và những câu bằng tiếng Nùng gửi một lời cảm ơn tới cô Nga, cô ở bên Mỹ. Có thể nói là cái số tiền này đối với ông bà thì rất là lớn rồi. Bây giờ bảo ông bà đi kiếm được thì chắc là sẽ không kiếm được thêm nữa. Họ có thể làm hát cảm ơn không này? Thế làm hát cảm ơn không? Ý bà vừa hát. Bà bỏ một cái tay nào, bỏ một cái tay ta. Bỏ một cái tay ạ. Bỏ hết cái nước cọt. Bỏ hết cái nước cọt ạ. Này vừa hát nữa. Hát còn nông ạ, ngay. Cái bài từ lúc từng làng từng nào đấy. Lại giúp đỡ chính xác giúp đầy. Là có tuôn giúp đầy chính xác. Giúp đỡ ba khóc bật đầy. Hơi chẳng thùm luôn. Phá bài chính xác đi chính, phá bài tới là đi chính nhà mình ấy chính đẩy dù vàng. Vừa rồi thì bà có gửi một lời cảm ơn tới cô Nga Vũ. Chúc cô cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. Bà bảo là bây giờ cô mà không gửi cái số tiền này thì những lúc mà ốm đau rồi thì không biết là đi đâu xoay tiền để về để mà chạy chữa hay là mua thuốc kịp thời nữa cô bác ạ. Đấy, như em thì anh đưa cho ông để ông cầm nhá cái khoản này nhá. Vâng. Thì cần mua gì thì bảo ông là đưa tiền để đi mua nhá. Vâng. Đấy, chứ không cái số tiền này anh không phải là cô Nga Vũ không phải là dành tặng cho riêng em hay là riêng ông hay là riêng bà mà là cho cả gia đình nhá. Vâng. Những cái đồ mắm muối mì chính trong gia đình thì đã hết hay là còn? Còn ạ. Vẫn còn à? Vâng. Vẫn còn, nếu mà hết thì bảo anh nhá. Đấy, thỉnh thoảng thì đi lên chợ đấy thì dùng tiền này đi mua thịt mua thà về để cho ông với bà là ăn nhá. Đấy, như cái bữa cơm trước kia mà cháu Lực lên bắt gặp ông với bà ấy, cô bác ăn cơm chan với nước mắm rất là tội, có thể là bảo với ông là đi mua sứa về nhá. Đấy, mua sứa ông thọ về này để hai ông bà là pha với nước ấm để uống nhá. Đấy, để uống xuống nhá. Còn là em thì mua sứa ông thọ về thì vẫn cũng cùng ông bà là
của ông bà là để uống nhá. Đấy, để bổ sung cho mình chứ. Một ngày mình đi làm rất là mệt nhọc rồi. Đấy, em Quân thì có thể nói là sữa mẹ chỉ được uống độ đâu đó là tầm 40 ngày cô bác. Xong ngoài đó ra là uống bằng sữa ngoài hết. Gọi là trước kia thì bố còn sống thì đi mua, đi làm thuê về để mua sữa cho em Quân để uống, để mà chăm. Còn là cái việc phần mà chăm này thì là đều là do bàn tay của người ông với người bà là chăm sóc em lớn lên như này. Bây giờ thì bố thì cũng đã mất rồi, không còn mà cái nơi mà nương tựa nữa. Bây giờ chỉ có là ông với bà thôi. Ông với bà thì năm nay cũng đã gần được 77 tuổi với cô bác. Có thể nói là một cái tuổi mà gần đất xa trời rồi. Quân chỉ muốn là bây giờ ông với bà còn ở với mình ngày nào thì là đối xử với bà thật là tốt, là đi ra ngoài để kiếm được những cái đồng tiền nào về để cho lo cho ông với bà. Và bây giờ thì cháu Lực xin được thay mặt ông với bà gửi một lời cảm ơn tới, một lời cảm ơn nữa tới cô Nga, cô ở bên Mỹ. Và gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm tới em Cương. Với lại trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân. Một tí nữa thì em còn đi đâu để làm những cái việc gì nữa không? Tối tí nữa đi lấy cỏ thôi ạ. Tí nữa là đi lấy cỏ à? Đó. Đi là để cho ngày mai đúng không? Đó. Mai thì có đi đâu hộ ai để làm được gì không? Có, chắc có. Có à? Mặc dù là cũng có được cô bác là gửi tiền cho em Quân từ trước đấy giờ rồi. Nhưng mà em cũng không có gọi là lạm dụng cái số tiền đấy để về để là cho bản thân, để cho bản thân mình không có được đi ra ngoài để làm thêm nữa. Cái phần này thì bây giờ cái khoản, cái tiền phí của cháu Lực thì cái video hôm qua thì cháu Lực cũng đã nói rồi, và được cô bác nào gửi và được bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã công khai lên rồi. Và trong thời gian tới nếu mà tiền của nhà em Quân, trong thời gian tới nếu mà cháu Lực nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà tới cho em Quân thì sẽ giúp đỡ cho em Quân là hoàn thiện cái ngôi nhà của em Quân trước cái mùa đông này cô bác. Mùa đông thì ngủ thì rất là lạnh đúng không? Vâng ạ. Bạn yêu đi chợ mua bị sáng ó? Lan đấy. Mua bị sáng ó? Mua xí đầu bẩn. Phải nói là bé Hiếu là một cái đứa trẻ mà rất là tinh nghịch đúng không các bác. Ở đây thì nếu mà rời khỏi cái vòng tay của người bố người mẹ, mà rời khỏi vòng tay của em Quân nữa, thì không biết là sau này cuộc sống của em sẽ trôi đi về đâu. Bây giờ thì hiện tại là như em Quân cũng thế thôi, không biết là sau này mình sẽ như thế nào. Không dám định trước là tương lai của mình là ra sao. Hiện tại thì chỉ có là được bữa nào thì lo cho lo bữa đấy cô bác. Con cảm ơn bà Nga đã luôn giúp đỡ con trong những việc, trong những ngày con khó khăn. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Con biết ơn tất cả quý ông bà thật nhiều ạ. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Bây giờ thì trời cũng đã gần tối rồi. Thì mùa này thì ở trên vùng cao hay là mùa mưa nữa. Cho nên là cháu Lực với em Sử là sẽ di chuyển đi về nhà sớm thôi cô bác. Trong thời gian qua phải nói là rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc cái thức phim này ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.